Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả gấc là một loại trái cây có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là theo góc nhìn của y học cổ truyền. Dưới đây là một số công dụng của quả gấc có thể kể đến. Quả gấc có chứa nhiều beta-carotene, lycopene, vitamin C, vitamin E và các chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ sức khỏe của đôi mắt, ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc. Quả gấc cũng là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ em, phòng ngừa thiếu máu và suy dinh dưỡng. Theo y học cổ truyền, quả gấc có tác dụng bổ máu, bổ gan, bổ thận và bổ tỳ vị. Quả gấc còn có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư nhờ chứa một loại protein có hoạt tính kháng ung thư. Ngoài ra, quả gấc cũng giúp giảm nguy cơ ung thư do chứa nhiều chất chống oxy hóa và các axit béo không no, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Quả gấc cũng có công dụng làm đẹp da và chống lão hóa, giúp kích thích hoạt động của các tế bào da, làm sáng da, giảm nám và tàn nhang. Quả gấc cũng giúp làm chậm quá trình làm lão hóa da nhờ chứa nhiều vitamin E và các chất chống oxy hóa. Bạn có thể sử dụng quả gấc để làm các món ăn như xôi gấc, chè gấc, sinh tố gấc hoặc dùng nước ép gấc để uống hàng ngày, tận hưởng những lợi ích của quả này. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng hạt gấc cũng là một nguồn thần dược mà mọi người thường bỏ phí. Theo nhiều nghiên cứu, hạt gấc làm theo cách này có thể trị hẳn 4 bệnh kinh niên. Vậy 4 bệnh đó là gì và cách làm hạt gấc cụ thể là làm như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây. Thần dược hạt gấc ngâm rượu cứu bạn thoát khỏi 4 bệnh kinh niên. Nhắc đến quả gấc, người ta nhớ ngay đến phần thịt đỏ au chứa nhiều chất sắt bổ dưỡng, còn tất cả thứ khác đều bỏ đi. Nhưng trong một lần tình cờ, một bà nội trợ ở vùng quê nghèo đã lấy những nắm hạt gấc đen xì xì này ngâm với rượu, và điều bất ngờ lúc này mới xảy ra. Đầu tiên, chữa viêm xoang. Căn bệnh kinh niên nguy hiểm này khiến y học hiện đại phải bó tay, nhưng lại có thể dễ dàng bị khống chế chỉ bằng rượu hạt gấc. Bà lấy khoảng 20-25 hạt gấc, đem nướng xém đen phần vỏ, phần hạt gấc chín mềm. Sau đó, đem giã nhỏ bằng cối, lấy cả phần vỏ đã cháy xém không bỏ đi. Sau đó, đem ngâm tất cả với rượu ngon, khoảng một ngày là dùng được. Khi dùng, chỉ cần lấy tăm bông, chấm vào dung dịch hạt gấc ngâm rượu, bôi lên sống mũi. Chờ 2 phút cho thuốc ngấm, thì xì hết mủ đặc trong khoang mũi. Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ cần 2 phút là có thể nhận thấy cơn đau xoang mũi thuyên giảm đến 90%. Kiên trì thực hiện đều đặn từ 2-3 lần một ngày, bà đã thoát khỏi nỗi khổ sở của những triệu chứng bệnh viêm xoang gây nên. Công dụng tuyệt vời thứ hai, làm lành vết thương, khắc phục đau khớp. Y học hiện đại đã nghiên cứu và cho thấy rằng trong nhân hạt gấc có 55,3% lipid, 16,6% chất protein, 1,8% tannin, 2,8% cellulose, 6% nước, 2,9% chất vô cơ, 2,9% chất đường và 11,7% chất khoáng. Có tác dụng điều trị đau khớp và các vết thương rất hiệu quả. Từ xưa, ông bà ta đã biết dùng hạt gấc ngâm với rượu để chữa các vết thương nặng, tổn thương bên trong. Chỉ cần dùng bông y tế thấm rượu hạt gấc và xoa đều lên vết thương, lập tức sẽ thấy ngay kết quả. Nhiều nhà y dược cho rằng loại thuốc này có công dụng tương đương với mật gấu tự nhiên. Lưu ý, không bôi lên vết thương hở. Công dụng tuyệt vời thứ ba, giảm tức ngực, viêm sưng. Khoa học chứng minh trong hạt gấc có chứa dồi dào beta-carotene, lycopene, là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho các bộ phận của cơ thể, khắc phục tình trạng oxy hóa ở những bộ phận như ngực. Nếu ngực có biểu hiện viêm, sưng, tức và đau, thì bạn lấy hạt gấc bỏ vỏ, sao vàng, tán bột mịn,
uống mỗi ngày nửa thìa cà phê sau bữa ăn, ngày uống 2 lần, cần uống 5 ngày liên tục. Ngoài ra, bạn có thể dùng nhân hạt gấc, mài về giấm hoặc ngâm rượu, bôi vào chỗ đau, ngày 3-4 lần sẽ thấy kết quả. Và cuối cùng, ức chế bệnh trĩ. Trong đông y, hạt gấc được gọi là mộc miết tử. Nhân hạt gấc có vị đắng, hơi ngọt, tính ôn, hơi độc và hai kênh can và đại tràng, có tác dụng chữa mụn nhọt, tiêu thũng. Hạt gấc có thể dùng để uống, nhưng chủ yếu là dùng ngâm với rượu bôi ngoài da. Đối với chứng bệnh nguy hiểm và khó chịu như bệnh trĩ, rượu hạt gấc có công dụng cũng tuyệt vời và hiệu quả không kém. Bạn có thể dùng hạt gấc giã nát, thêm một ít giấm chanh hoặc rượu nấu, gói bằng vải, đắp vào hậu môn để suốt đêm. Mỗi đêm đắp thuốc một lần. Cách này giúp sát trùng và làm sạch khu vực bệnh, ức chế sự phát triển của bùi trĩ. Hạt gấc nói chung và quả gấc nói riêng là một vị thuốc vô cùng bình dân nhưng rất hiệu nghiệm, đã được dân gian sử dụng nhiều. Nếu có điều kiện, bạn nên ngâm ngay một bình rượu hạt gấc để sẵn trong nhà, đề phòng các căn bệnh nguy hiểm khác như sang chấn, bướu hạch, viêm nhiễm trùng, đau co thắt cơ bắp. Chúc các bạn và gia đình luôn sống khỏe.